Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Trung Quốc khiến công ty đánh giá tín dụng Moody's phải hạ mức đánh giá từ ổn định xuống tiêu cực ngày 1 tháng 3. Cơ quan xếp hạng tín dụng có trụ sở ở New York cho biết hạ thấp đánh giá đối với các trái phiếu của Bắc Kinh do nợ công tăng, dự trữ ngoại hối giảm. Công ty Moody's còn bày tỏ nghi ngờ về khả năng của các nhà làm chính sách Trung Quốc và quyết tâm của họ thực thi đầy đủ các cải cách kinh tế. Dù duy trì mức xếp hạng tín dụng của Trung Quốc hiện nay là AA3, tức là mức tín nhiệm đầu tư cao hàng thứ tư, nhưng Moody's cảnh báo là có thể hạ thấp mức tín nhiệm của Trung Quốc nếu tốc độ cải cách cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế bị chậm lại.